Chào anh chị, vào buổi trưa nha. Em quay viên nguội vào buổi trưa. Cái gì ốc sáp chưa vậy nha? Thầy chuyên về mỹ phẩm Thái Lan. Bên em thì bán nhiều nhất là các loại dầu. Ý, hình như mình đang thiếu dầu không? Đủ dầu không ta? À, đủ dầu rồi. Các loại dầu nóng chị nha, các loại dầu nóng nè, dầu thơ. Đợt này em về cái một sản phẩm dầu này là cũng như là dầu vàng này nè. Dầu này nó cũng như dầu vàng này, nhưng chai này 50 ngàn, chai này 120. Thì nó sẽ gấp khoảng 5 lần cái dung tích anh chị, cái mil á. Anh chị mua một chai này nè, là anh chị mua 5 chai này. Mà chai này có 120 nè, anh chị thấy nó nhiều không? Nó cũng là hàng xịn hết nha, hàng hiệu hết. Nó cùng với một cái chữ nha anh chị thấy không? Anh chị mua một chai này, anh chị khoảng mua khoảng bằng 5 cái chai này. Bên em đang bán chai này 120 nè. Ai mà biết xài dầu này là thích lắm. Chai này thì nó mil nó ít lắm, nhưng mà nó là gọn nhỏ nhỏ, nhỏ cho mình bỏ túi này kia, ok. Cái này thì cũng được, cái này thì hơi hơi bị to nè. Nó cũng nhiều mil hơn thôi chứ không phải là trà bá lửa nha, chỉ là nó bự hơn chai này thôi nha chị nha. Thì dầu nó chỉ có thế thôi, nhưng mà hàng này em đang bán là hàng loại 1 á, xài là bao xịn luôn. 120 cho sản phẩm chai này ha. Còn chai này bên em đang bán là 50 dầu vàng. Anh chị nói là dầu vàng hay dầu ông già cũng được, dầu vàng nè, đúng không? Còn nói dầu lăng nha. Cái dầu lăng mà nó hết rồi sao còn con chai đây vậy Phú? Dầu lăng còn không? Không lấy đi tôi xài luôn cho. Nó nhỏ nhỏ bỏ trong nhà á, lời chưa thấy đâu mắc hết trơn à. Không bán đâu. Thôi đi chị xài cho luôn đi. Dầu lăng chị dưng mũi á, dưng son. Rồi đây là còn đây là dầu gấu chị nha, dầu gấu là dầu sức nha, xương khớp, đau khớp, xương, đau mỏi vai gáy, xương khớp này kia là ok rồi, nhức mỏi là ok nha. Dầu này thì 50k. Còn dầu khỏe là dầu khỏe cũng là dầu dầu xương khớp, nhưng mà cái đặc tính của dầu khỏe thì nó sẽ sức khi mình mà không có khỏe như mình mệt này kia đó, với mình lao động kiệt sức đó, mình sức cái này nè, vô cổ vai gáy nè, rồi nhức khớp này kia là ok nha. Nó được làm bằng từ thảo dược, tất cả các loại cây thảo dược mà bên Thái Lan đó, người ta sẽ hồi tụ về người ta làm cái cao ha. Cái này là dầu thảo dược cao gấu, tức là làm bằng thực vật. Còn cái này là thì làm bằng từ động vật nha, động vật hết nè. Cái này thực vật, cái này động vật. Cái này thì cơ cọp 60k nè, chuyên đau nhức xương khớp mỏi, đây hàng chuẩn Thái Lan nha. Bên em bán nhiều năm nay đó, em là chuyên về dầu. Còn nói về dầu Sinbo thì bên em đang có dầu mũ hai nắp nha, của Mỹ, 160. Đây là được sản xuất tại Sinvo nhưng mà hương liệu là của Mỹ nên nó gọi là dầu của USA. Nó sẽ có USA ở đây. Dầu Mỹ nó sẽ có cái chữ USA ở đây. Nó sẽ có USA ở đây. Chữ USA đây nè, đúng không? Hai nắp là của Mỹ còn một nắp là của Singapore. Đây là hàng chuẩn thay từ nhập từ Thái Lan nè. Nhưng mà cái hương liệu là của Mỹ nhưng mà sản xuất tại Singapore, nghe quẳng là in Singapore. Nhưng mà sản xuất tại Singapore nhưng mà hương liệu là của Mỹ nha. Nó sẽ mạnh mẽ và nó lưu hương rất là tốt cho anh chị xài ghiền á, anh chị là xài ghiền dầu là xài ok à. 160 dầu hai nắp của Singapore, của Thái Mỹ nha, cái này cũng Mỹ, Mỹ nhưng mình sản xuất là Singapore. Còn dầu gội nam anh em đang có nhiều lắm anh chị ơi, nhiều dầu gội nam lắm, nhưng mà đặc trưng nhất là có hai chai này là bán chạy với thị trường bên em, ba chai cũng được, đây là nam cũng được mà cả gia đình cũng được nè. Đây là của Nhật nha, cái này là được nhập từ Thái Lan nhưng mà xuất xứ từ Nhật. Cái này từ Nhật 720 ml nè. Bên em đang bán chai này như vậy 200 hả Phú? Xin hát đi, xích 200k hả Phú? 200k là dung tích nó là 750, 720 ml nha chị Gan. Cái này của Singapore, của Nhật, nhưng mà nhà em nhập từ Thái Lan. 200k cho mã hát đi xích nha. Anh chị nói mã hát đi. Còn dầu lia bên em sẽ có hai hai mà loại, đó là loại men và loại lia bạc hà. Bạc hà này dùng cho cả gia đình, còn này thì dùng cho nam tính nha, rất là thơm. Bên em đang bán là 130 là hàng xịn nha, anh chị mua mấy chục ngàn sẵn mới được đâu. Anh chị nào đang xài bên em rất là nhiều nè, anh chị biết rồi đó. Anh chị có mua thị trường một cái chai sản phẩm này như thế này cũng không có phải là giống gì đâu. Nó rất là nhiều luôn, rất là nhiều luôn, chứ không phải là một loại nó mà nhiều loại luôn chị. Cũng là lia nè, lia tại Việt Nam có nè, lia tại Sài Gòn có nè. Rồi lia đi nhà, lia loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, loại 5, loại 6, loại 7, loại 9, loại 10 cũng có, dần như tiền cũng có chứ. Nhưng mà của em là dòng là cao cấp, gọi là hàng xịn nhất nha. Thí dụ như em đi nhập hàng thì bên kho nó hỏi em là chị lấy lia nào, lia xịn hay lia thường. Trời trời, đó giờ mình có bán lia thường đâu mà hỏi như vậy. Em có nói hoài luôn, nói nè, nếu mà gặp mặt chị á, đừng có nói tới thường hay xịn, cứ lấy xịn hết đi chị. Rồi chị sẽ về bán lại chứ chị không có bán hàng thường. Nó sẽ có hàng thường khoảng tầm vài chục ngàn chai.
Ví dụ như mình nhập vô 60-70, mình bán 80-90 ngàn vẫn được anh chị, nhưng mà nó sẽ không có xài được nha. Nó sẽ càng ngày nó sẽ bị gào và khô da đầu. Còn khi anh chị xài của em càng lâu thời gian, chị càng xài thêm liên tục, thì tóc anh chị sẽ mềm và mượt và sạch gào luôn chị. Tức là nghe chị đó tư vấn là chị đó mười mấy năm trong cái nghề sản xuất Thái Lan, chị nói là nếu mà mình xài cái dầu xịn quen rồi á, mình xài dầu dởm mà mình bị gào, đầu mình rất là khô, da đầu mình rất là khô và tóc cũng khô. Còn khi mình xài cái này lâu ngày á, thì tóc mình mượt và sẽ sạch gào luôn. Đây là ly ha, đây cái ly men, cái ly hà 130 một chai chị ha, 130 một chai. Còn nói về sữa tắm thì em cân đang còn con dê nè, 170 nè, tắm thơm tới giọt cuối cùng luôn. Em đang xài chị còn có nhiêu nè chị, còn có khoảng tầm lên rất xíu xíu vẫn thơm. Vẫn thơm như lúc đầu và cuối cùng luôn chị. Đây là thật sự em bán nhiều năm nay, em bán cũng từ năm 20 giờ đó, là em bán chạy lắm. Có 170 mà 1 lít nha, cái này 1 lít 150ml luôn chị. 1150ml luôn nha, xài tới giọt cuối cùng anh chị xài này ít nhất là 6 tháng, 7 tháng mới hết một chai. Mà anh chị có thể nhân 170 mà có 170 ngàn, xài 5-6 tháng anh chị xài có mấy ngàn ngày chứ nhiều, đúng không? Còn cái code này bên em đang bán là 120 nè, này tấm gọn của Nam 201 nha. Code này là thương hiệu của Mỹ. Ý, xà bông cục code hết đó Phú, hay còn kìa. Bên em có xà bông cục của code đó anh chị. Cái gì? Cải đi, bữa nào lấy thì cho biết cái gì hết thì còn đâu. Code này bên em đang bán là 40 ngàn cái đúng không Phú? 40 ngàn cục đó anh chị ơi. Hàng này cót Mỹ nha, cót Mỹ là thơm lắm mà sạch lắm. Cót Mỹ này là thơm mà sạch lắm nè. Để tủ quần áo chị 2 năm mà chưa hết mùi nữa. Để 2 năm trong tủ quần áo mình không khui ra đẩy gì ha, 2 năm sau vẫn còn thơm anh chị. 40 ngàn một cục cót Mỹ nha, tắm dành cho nam. Còn cái này là bộ combo dành cho nữ nè anh chị. Em có bộ này hay lắm nè, bộ này dành cho ta gọi qua xã nè. Gọi qua xã anh chị ơi, 350 cho combo này nè. Nó là combo nha, nó là vừa gọi một cái chai gọi chai xả. Chai này gọi nên chị, chai này xả nè, vừa gọi vừa xả là anh chị sẽ có một phục hồi tóc rất là mềm luôn. Nên nó bán combo này là 350 nha em, còn hai combo nó hết chị nha, hai combo hết vốn nặng lắm chị. 350 cho combo này ha, dung tích rất là lớn, 480ml anh chị nha, 480ml nè. Đây là của Thái Lan nha. Hàng này chuẩn Thái Lan hay xuất xứ từ Mỹ, Pháp gì đây. Cái này chữ Thái Lan nhiều. Mẫu hoạch đó là 855 được Thái Lan nha. Cái này là 855 của Thái Lan. Khi của Singapore, Malaysia lắm chứ, mình cũng không biết giờ. Đa phần là của Pháp với Mỹ là nhiều á. Như chai này của thằng gạch bên này nè, bên đây mình bán 170 nè anh chị, 600ml nha. Đây là của Đức nha chị nha, đây của Đức nè. Thơm lắm chị ơi, thơm như nước hoa vậy đó. Ai mà tắm bên này rồi ra khỏi xài nước hoa luôn chị. Con này bên đây 170 là 600ml nha. Có chai dẹp nhỏ mà em bên em đang hết rồi, em đang xài bán này. Cái này là cá ngựa nha, 170 cho em nè. Còn bên em bán chạy nhất là dầu 301 của thằng HC này là duy nhất luôn á. Sàn của em là sàn độc quyền luôn. Anh chị muốn mua chỗ khác cũng có đâu. Đây là 1000ml nha, bên em đang bán là 170 luôn. Nói chung là tắm gội rửa mặt này kia dành cho nam là ok. Cái này thì có những người xài ra nó làm tắm kéo dài thời gian dài đó, là có thể trắng da đó anh chị. Nam mà còn trắng da đó chứ không phải nữ đâu. Thơm và mạnh mẽ nha. Dù bác sĩ hay là những người khó tính thế nào khi mua chai này của em đều ok cho chị. Đều rất là ok ha, ok sản phẩm. 170 cho HC Nam nha, 201, 301 luôn, rửa mặt nữa nè. Rồi. Tiếp em có hai sản phẩm này. Đây là sữa tắm cho nữ nha, tắm nữ thì nó có 3 sản phẩm luôn chứ không phải là 2 nữa chị. Nhiều lắm sản phẩm mình tắm nữ hay lắm. Cái này thì còn thứ ít ít à. Đây còn 3 chai. Cái này là lúa mạch nha chị nha. Sữa tắm này chai này có 100 mấy thôi. Cũng là 170 nữa chị, nhưng mà nó cũng dung tích cả ngàn miêu nha. Tắm chừng này mới hết trời. Thơm lắm chị, thơm mà mềm da lắm nha, dưỡng da. Cái này lúa mạch là dưỡng da. Còn cái này là giống như là ông sáp sắp âm nè. Cái này ít kin nè. Ít kin nè, cái này nổi tiếng lắm nha, 150. Chai này 150 nha chị nha. Chai ít kin này 150, anh chị nói là sữa tắm 150 ít kin, đúng không? Sữa tắm của dành cho nữ. Còn cái này là 24 ông vàng. Đây là 24K. Đây là tắm và chống nắng và trang dưỡng da và thơm lắm. Hàng này em là hàng loại 1 của Thái luôn chị nha. Đây là của Pháp. Cái này là thương hiệu của Pháp, ít kin của Pháp, cái này của Thái. 150 là ít kin chị nha. Còn này là của Thái nè. Nam thì em cũng còn nhiều thì em đã giới thiệu gì đó. Chuyên của em là bên là Liemen nè, hoặc là Cod này kia nè, hoặc là HT Shoulder, hoặc là HC. Đó là những sản phẩm mà bên em bán đi bán lại và khách hàng rất là ưa chuộng. Và uy tín chứ dặn luôn, chị nào mà mua đã mua sản phẩm em gọi là anh chị biết được.
Thường em sẽ like nhưng mà do em like trực tiếp thì thường buổi tối, nhưng mà nó sẽ like chung với đồng hồ đúng vậy. Nên khi em like chung đồng hồ anh chị không biết được anh chị vô, nên em sẽ ghi một tiêu đề nè, quý gian ngủ với cho anh chị mỗi ngày nha. Em sẽ lên edit cho anh chị mỗi ngày những sản phẩm mỹ phẩm Thái bên em. Anh chị cứ kết bạn rồi về Zalo đó, anh chị mua thêm cái gì anh chị nói với em. Hiện tại thì nữ thì cũng còn rất là nhiều, nữ là bên dòng này nè, nam là bên nữ là luôn này nè. Nam thì chỉ có HC nè với Liemen anh chị hả. Em cứ quay từng cái mẫu á, anh chị có thể chụp màn hình lại, có thể gửi Zalo cho em nha, để em biết được em lấy cho chính xác. Hoặc anh chị nói là anh dùng cho nam thì em sẽ tư vấn chị thêm nha, dùng cho nữ thì em tư vấn thêm. Bên em là bán đi bán lại, cho dù khó tính thế nào người ta cũng có sử dụng ở trên chị. Bye bye anh chị có thể gọi số like trên like video nha. Bye bye.